Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, Quỹ Trường Nhã Quỳnh tổ chức khánh thành nhà chữ thập đỏ cho gia đình anh Vương Đức Thắng ở thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh. Gia đình anh Vương Đức Thắng là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh. Bản thân sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, có bố mẹ già, ba con nhỏ đang đi học. Tất cả công việc nặng nhẹ đều dồn hết lên đôi vai của người vợ. Chính vì vậy, cố gắng cũng chỉ làm đủ ăn. Bảy nhân khẩu phải sống trong căn nhà dột nát. Với anh Thắng, không có niềm vui nào lớn hơn khi ngôi nhà chữ thập đỏ này được hoàn thành. Trước đây cuộc sống đây thì em cũng bình thường mà em cái đời cuộc sống mà em bị mắc bệnh phát xong đấy là em mới bị bệnh xong mới khổ. Bây giờ thì được chương trình thì cũng được hỗ trợ rồi thì làm được xong rồi thì rất cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh với Hội Chữ dưới Trường Hữu Kình giúp đỡ thì mới làm được thôi, không thì bây giờ thì cũng còn lại hoàn thành rồi. Bây giờ cuộc sống thì bây giờ chỉ có được tài trợ hỗ trợ xong rồi thì bây giờ làm được xong thì bây giờ chỉ có biết làm xây dựng làm ăn nữa thôi ạ. Sau hơn 2 tháng khởi công đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 64 m², sàn gỗ 3 gian, tường xây, nền láng, có một công trình nhà tắm, vệ sinh, một bể nước, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Trong đó quỹ Trương Nhã Quỳnh hỗ trợ 30 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do xã Nậm Khánh và bà con trong thôn đóng góp ngày công xây dựng. Ngôi nhà chữ thập đỏ được khánh thành sẽ là động lực giúp gia đình vơi đi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trước ở trong ngôi nhà bé, mưa gió rất lạnh, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được nhà to như thế này. Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ. Dù cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng hết sức là quan tâm. Tuy nhiên thì cái phần nguồn kinh phí hỗ trợ thì cũng còn hạn hẹp. Thế mà cũng phải nói là được cái chương trình hỗ trợ của nhà tài trợ nhà hảo tâm như là chỗ chị Trương Nhã Quỳnh thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh thế vào hỗ trợ cho gia đình này thì cũng phải nói là rất là tốt để cho gia đình xóa đi được cái khó khăn. Trước đây phải nói là gia đình này rất hết sức là khó khăn, rồi mắc bệnh tật, Nậm Khánh cũng còn rất là nhiều cái vấn đề khó khăn, đặc biệt là vấn đề nhà ở. Đây cũng là cái địa hình, dân cư sống ở đây cũng không tập trung, và đời sống kinh tế của bà con nhân dân cũng còn hết sức khó khăn. Mong rằng trong thời gian tới tiếp tục có cái sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, của Đảng, Nhà nước, của các nhà hảo tâm, đặc biệt là cái chương trình từ thiện thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh để hỗ trợ cho một số nhà còn khó khăn, nhất là những cái hộ gia đình mà có bệnh tật, thiếu lao động, người không nuôi nương tựa. Nậm Khánh là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà. 100% dân số là đồng bào dân tộc ít người. Xã có địa hình dốc, thường phải chịu ảnh hưởng do thiên tai mưa lũ nên cuộc sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khi những ngôi nhà chữ thập đỏ được hỗ trợ xây dựng sẽ là động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống, yên tâm khi mùa mưa bão đến. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Chính vì vậy, công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Nậm Khánh còn gặp nhiều khó khăn hạn chế. Từ những dự án hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ các cấp đã góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân địa phương nơi đây. Đây là hai công trình bể nước sinh hoạt và nhà vệ sinh hộ gia đình của gia đình bà Đặng Thị Điền ở thôn Mà Phố, xã Nậm Khánh, được đầu tư xây dựng từ dự án giảm thiểu thiên tai do Hội Chữ thập đỏ Na Uy tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai. Là một trong những gia đình khó khăn trong thôn, khi được dự án hỗ trợ,
Những công trình này đã giúp gia đình bà Điền có nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh, góp phần cải thiện nâng cao cuộc sống. Nhà nước là quan tâm đến dân đây nên là đang cho tiền là xây vệ sinh là đi lại là sạch sẽ là dễ nên là nước là thoải mái. Dùng ngày xưa là cũng có vế thế này đó là khó. Bây giờ là dễ rồi. Là cảm ơn nhà nước quan tâm đến dân đây nên là cái gì muốn cho hết mà. Còn với gia đình anh Vàng Văn Thắng, khi được hỗ trợ tách nước từ dự án, đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô và mùa mưa lũ. Sau 7 năm sử dụng, tách nước có thể tích 500 lít của gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác vẫn đang hoạt động hiệu quả. Từ kéo băn vòi thôi, kéo băn vòi xong rồi dùng cố xả được vậy. Kéo về xong dùng thôi, không có gì đâu. Chắc chắn là dùng được cái tên nước này chắc là nó tiện hơn. Nó thích to thì nó thì kiểu nó khóa, có khóa thì là mình mở nó to nó dễ hơn, tiện hơn. Nhưng mà đức mình vòi thì nó khó. Cảm ơn cả cán bộ nhà nước hỗ trợ cho dân thôi, nó có tép. Mà Phố là một trong những thôn thường xuyên thiếu nước sinh hoạt khi vào mùa khô. Có 90 hộ dân thì hơn một nửa là hộ nghèo, cận nghèo. Chính vì vậy, khi được đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh đã góp phần nâng cao đời sống của bà con trong thôn. Đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cái dự án hỗ trợ đầu tư đối với bà con nhân dân thì từ trước đến nay cho tới giờ thời điểm này thì chúng tôi nhận định một điều, khẳng định một điều rằng là rất là hiệu quả. Đấy, bà con được hưởng thụ cái dự án và đi vào sử dụng nó rất là hiệu quả và thực sự là đem lại nhiều cái lợi ích cho người dân. Trước khi cho cái dự án, cái lợi ích này thì bà con người ta vẫn có nhiều cái vấn đề nó vẫn còn bất cập lắm. Nhưng mà khi mà cái dự án này đi vào cái cuộc sống đối với bà con nhân dân thì thật sự là bà con nhân dân được hưởng thụ rất nhiều. Và cái lợi ích đem đến với cho bà con nhân dân là rất là hiệu quả. Đấy, bà con người ta rất là hưởng ứng và rất là nhiệt tình tham gia, đồng tình ủng hộ. Thì từ đó thì thấy là bà con người ta chấp hành tốt về cái vệ sinh môi trường. Thì từ đó nó gắn liền với cái phong trào xây dựng thôn mới nó có hiệu quả hơn. Dự án hỗ trợ giảm thiểu thiên tai do Hội Chữ Thập Đỏ Na Uy tài trợ thông qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai tại xã Nậm Khánh được đầu tư từ năm 2014. Trong đó có 147 công trình nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, 70 tách nước hỗ trợ tại 4 trên 4 thôn bản. Tổng giá trị hỗ trợ gần 400 triệu đồng. Với phương thức hỗ trợ sau đầu tư, tất cả các công trình được xây dựng và sử dụng hiệu quả. Cái chương trình hỗ trợ này cũng rất có ý nghĩa đối với người dân vùng cao còn nghèo, còn khó khăn như là nhân dân các dân tộc của xã Nậm Khánh. Từ cái chương trình hỗ trợ của Chữ Thập Đỏ tỉnh thì cũng đã góp phần được cho cuộc sống của các dân tộc xã Nậm Khánh ngày được cải thiện hơn, cuộc sống ổn định hơn và góp phần cho xây dựng cuộc chương trình xây dựng nông thôn mới của xã ngày được tốt hơn, giúp cho xã sớm được hoàn thành các cái tiêu chí về nông thôn mới. Trong thời gian tới thì cũng mong muốn là nhận được sự quan tâm của Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai, dành nhiều chương trình tương tự như thế này để cho xã có cái phần giúp cho bà con giảm bớt được những cái khó khăn và từng bước được hoàn thiện các cái tiêu chí xây dựng thôn mới theo chuẩn về nông thôn mới. Ngoài các công trình sinh hoạt gia đình được hỗ trợ đầu tư xây dựng mang ý nghĩa quan trọng, thông qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai, xã Nậm Khánh còn nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm. Cụ thể, trong năm 2020, đã có 11 đoàn từ thiện đến tặng quà, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, tổng giá trị gần 300 triệu đồng, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Phần cuối của chương trình truyền hình nhân đạo ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm hoàn cảnh gia đình bà Giàng Thị Cá ở xã Lùng Thần, một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện vùng cao Simacai. Ngôi nhà cũ nát, tường đất được chống bằng cây như thế này là chỗ ở hàng ngày của bà Giàng Thị Cá, 80 tuổi, ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Thần, huyện Simacai. Trong ngôi nhà không có gì giá trị ngoài vài cái bát, nồi cơm mèn mén khô như thế này. Chồng và con trai bà đều mất vì bệnh tật. Còn bà sau sự cố bị bỏng đã mất đi 80% khả năng lao động. Do không có điều kiện đi điều trị nên các ngón tay ngón chân đều kết dính lại, không cầm nắm được. Ở một mình nên mọi sinh hoạt hàng ngày vẫn chỉ phụ thuộc vào đôi tay không còn vẹn nguyên. Còn hai đứa con gái nhưng đều đi lấy chồng xa rồi. Tôi không đứng được nhưng làm từ từ thôi. Nấu được gì thì ăn ấy. Là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Ở một mình trong căn nhà không đảm bảo an toàn. Nắm bắt được hoàn cảnh của bà, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Simacai thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần bà. Cũng là rất là vô tình. Tôi đến địa phương, đến xã, đi họp thì tôi cũng thấy gia đình nhà cụ rất là khó khăn. Cụ là một người già neo đơn. Thì trong 2 năm trở lại đây, thì hàng năm chúng tôi cứ dịp Tết đến thì chúng tôi đều là huy động các cái nguồn lực, rồi dùng các cái khoản tiền mà chúng tôi huy động được từ hội viên để chúng tôi mua thức ăn, đồ ăn, thức uống, đồ dùng. Và Tết năm nào chúng tôi cũng đến để tặng cụ các những món quà. Và cũng không một tổ chức cá nhân nào giao cho chúng tôi đâu. Mà đây là cái tình cảm cá nhân, tình cảm của bản thân tôi cũng như là các hội viên hội chữ thập đỏ huyện ủy. Thấy cảm động trước cái hoàn cảnh khó khăn của cụ thì chúng tôi tình nguyện đến. Cũng không một tổ chức hay một cá nhân nào kêu gọi cả. Không nơi nương tựa, phải lết từng tí một trên nền đất gồ ghề. Những bữa cơm mèn mén với canh nước sôi. Những khối tường đất đã nghiêng hẳn, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đó là cuộc sống hàng ngày của bà Giàng Thị Cá ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Thần. Ngoài những món quà động viên của các cấp hội chữ thập đỏ huyện Simacai, bà Giàng Thị Cá rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cơ quan ban ngành để bà có một ngôi nhà an toàn hơn khi mùa mưa bão đến. Mọi sự ủng hộ xin liên hệ 1. Ông Sùng Xeo Chứ, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Simacai, số điện thoại 0943 293 165, số tài khoản 88062 155 031 939, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Hà, phòng giao dịch Simacai. 2. Trực tiếp tại gia đình bà Giàng Thị Cá, địa chỉ thôn Lùng Sán, xã Lùng Thần, thông qua Hội Chữ Thập Đỏ xã, bà Hàng Thị Lan, Chủ tịch, số điện thoại 0396 075-736. Khi đất nước thân yêu đón chào một ngày mai, nhưng mảnh đời bất hạnh còn dài xác ở nhiều nơi, ta hãy đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở, cùng chung một tiếng nói hướng tương lai đẹp tươi. Sức mạnh của nhân đạo từ trái tim mỗi chúng ta thắp sáng. Chương trình truyền hình nhân đạo tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.